chúng ta quan sát cái bài toán này, người ta đang muốn cho chúng ta nắm được cái khái niệm làm tròn. Thì đầu tiên người ta hỏi chúng ta là cái trục số nào có cái phần mà bôi đậm đấy, highlight là cái bôi đậm, mà tất cả những cái số mà whole number có thể làm tròn xuống thành 90. Tức nghĩa là chúng ta lấy 90 nó là cái giá trị sau khi làm tròn. Ví dụ như thầy có 89, khi thầy ước lượng thầy làm tròn thì nó là 90. Vậy thì chúng ta hiểu cái khái niệm làm tròn là như thế nào. Khi chúng ta nói đến làm tròn, ví dụ như một con số 89 chẳng hạn, thì cái con số này người ta yêu cầu làm tròn tới chỉ số hàng gì đấy? Thầy mời bạn Hoàng Linh. Hoàng Linh, yêu cầu làm tròn tới chỉ số hàng gì? Nearest ten này. Cái chữ ten là tới hàng gì? À, hàng chục. Nghĩa là chúng ta thấy là chúng ta chỉ xét tới hàng chục thôi, đúng không? Còn bé hàng chục thì chúng ta không xét. Vậy thì chúng ta không xét thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta thấy 89 này thực ra nó chính là 80 và bao nhiêu đơn vị? À, 9 đơn vị. Vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu 9 đơn vị mà chúng ta làm tròn tới hàng chục thì 9 này sẽ làm tròn thành bao nhiêu? Là 10 à? À, làm tròn thành 10. Vậy thì chỗ này chúng ta làm tròn, chỗ này là 8 chục, chỗ này là 10. Vậy thì số này nó chính là bao nhiêu? Là 9 Chính chục. Nào? Vậy thì chúng ta thử hỏi coi là cái nguyên tắc làm tròn thì nó như thế nào? Thì ví dụ thầy có số 0 thì chúng ta thấy là kế 0 thì hàng chục của nó là số mấy? Hello Là một chục, là 10 đó. Kế đến nó là bao nhiêu? 20 và tiếp tục như vậy. Vậy thì nếu chúng ta có một chữ số hàng đơn vị, ví dụ như là 9 đơn vị chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái nguyên tắc làm tròn nó dựa trên cái gì? Dựa trên cái chia đôi của một chục. Đó, chúng ta thấy là một chục chúng ta chia đôi thì nó sẽ là mấy? Một chục chia đôi là mấy? Đó, một chục chia đôi nó là 5 chứ đúng không? Vậy thì nếu thầy có một con số mà thầy gọi nó là 9 đơn vị nó nằm đây này, thì chúng ta thấy là chúng ta lấy số 5 làm chuẩn. Vậy thì 9 lớn hơn 5, tức là lớn hơn cái ở giữa, thì chúng ta làm tròn lên là thành mấy chỗ này? Thành mấy? 9 làm tròn thành mấy? 10. 9 thì sẽ làm tròn thành 10. Rồi, 8 cũng làm tròn thành mấy? 10. 7 cũng là 10. 6 thì nó là mấy? 10 luôn, bởi vì nó nằm trước số 5, đúng không? Là chúng ta thấy là làm tròn thành 10. Và chúng ta thấy 5 nằm ngay số 5, nằm ngay giữa, cũng làm tròn thành 10. Vậy thì chúng ta thấy là bất cứ số nào nằm từ giữa cho đến gần con số này, chúng ta cũng làm tròn thành 10. Còn nếu mà nó nằm bên trái số 5 thì chúng ta sẽ làm tròn xuống đâu? Số mấy? Số mấy? Xuống 0 đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta xem coi là giữa 10 và 20 thì ở giữa nó là mấy? Ở giữa 10 và 20 nó là số mấy? Hoàng Linh. Số mấy đấy? À, 15. Vậy thì số nào đứng bên trái số 15 chúng ta cũng làm tròn xuống. Đó, làm tròn xuống. Vậy thì chúng ta đúc kết lại là từ 5, 6, 7, 8 cho đến số 14 thì chúng ta thấy là đều xấp xỉ thành bao nhiêu? Thành 10 đúng không nào? Đúng lên. Đúng không? À, vậy thì chúng ta thấy là cái số làm tròn thành 10 thì bé hơn 15, tức là từ 14 trở về số 5 thì đều làm tròn thành 10. Và chúng ta áp dụng tương tự cho cái số đằng trước các số khác, chúng ta cũng làm như thế. Rồi, vậy thì chúng ta muốn làm tròn thành số mấy đây? Thành số mấy? Subscribe 10. Làm tròn số 90. Làm tròn số 90. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu là từ số nào đây? Để làm tròn thành 90.
Số 85 được không? Được. 85, 86, 87, 88, 89, 90 cho đến số 94. Thì tất cả những số nằm trong khoảng này đều làm tròn thành 9, 10. Vậy thì chúng ta chọn câu nào? Lên. Câu A nha. Chúng ta chọn câu A. Và chúng ta hiểu được tại sao chúng ta không chọn câu B không Lân? Tại sao? Tại sao không chọn câu B là có số 95 này? Bởi Bởi vì vì 95 sẽ làm tròn thành mấy? 100. À, 100. Và chúng ta thấy là từ số 95 này cũng phải làm tròn thành 100. Nó phải bé hơn 95. Đúng không? Thì chúng ta mới làm tròn thành 90. Vậy thì chúng ta nhớ cái khoảng từ đây, từ 85 cho đến 94. Thì bất cứ số nào nó có thể là 85.5 thì chúng ta cũng làm tròn thành 90 luôn. Vậy thì từ số 85 này đến số 94 này thì bất cứ số nào nằm trong này đều làm tròn thành 90. Nên chúng ta mới chọn câu A. Rồi, thầy mời bạn khác đi. Thầy mời bạn Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt. Dạ anh Nếu mà làm tròn cái A làm tròn theo đi thì chúng ta thấy nó thành số bao nhiêu? dạ hình số 450. À, tại vì chúng ta thấy gần cái nào? Chúng ta thấy 450 với 460 thì chúng ta sẽ thấy là nó gần với cái 450 hơn. Tại vì chúng ta xét cái khoảng từ 450 đến 460 là 450 trong hơn. chục này. Thì chúng ta thấy là chúng ta lấy ở giữa đúng không? Là 455. Vậy thì nó bé hơn 455 tức là nằm nằm dưới cái mức ở giữa thì chúng ta sẽ làm tròn xuống. Vậy thì nó là 450. 450. Vậy thì khi làm tròn tới 110 thì chúng ta làm tròn tới Là nó sẽ là 100 500. thì nó là nhiêu? Dạ 500 rồi. 500. Bây giờ chúng ta kiểm tra nhé. Cái tròn trăm thì nó chỉ là 400 hoặc là 500 thôi. Vậy thì số ở giữa là 450. Vậy thì cái điểm A này nằm ở vị trí là bên phải cái số ở giữa là 450 này này. Nên chúng ta làm tròn lên nó sẽ trở thành là 500. Hoặc là chúng ta điền vào đây là 500. Mời bạn Minh Khang. Minh Khang. Dạ. 352. 352 nó là chữ số nào? Chữ nào? Dạ là C. Ở C. 350 tới đây rồi. Vậy thì nhất sang bên này chính là C. Chúng ta chọn điểm C. Chọn C. Vậy thì 352 này nếu làm thành tròn trăm thì nó ra bao nhiêu? Là 400. 400. Thì cũng giống như lúc nãy chúng ta thấy tròn trăm thì cái số này này nó chỉ một là 300, hai là 400 thôi, bởi vì nó kêu là nearest 100 là lên đến hàng trăm. Vậy thì chúng ta chỉ giữ 300 hoặc 400 để chúng ta chọn là nó nằm ở bên phải cái số ở giữa 350 nên chúng ta làm tròn lên nó sẽ gọi là 400. 400. Mời bạn Hải Phong. Hải Phong. Cái trục số nào chúng ta thấy làm tròn thành 30? Cái nào? Con thưa thầy là 25 đến 34 ạ. 25 và Là câu 25 B đến đúng không? 34 ạ. À, câu B. Mời bạn Hải Minh. Hải Minh. Hải Minh. À. A này, khi chúng ta làm tròn thành hàng chục thì nó gần cái nào? 290. À, nó sẽ gần với 290 hơn. Một là 280, hai là 290. Để chúng ta thành nearest 10, chúng ta không thấy cái đơn vị ở đây. Đã làm nearest 10 là không còn đơn vị nữa, chỉ là tính theo đơn vị chục thôi. Vậy là 290 là nó sẽ gần với cái A hơn. Bởi vì 280 và 290 thì ở giữa là 285. Vậy thì bên phải của 285 thì chúng ta phải làm tròn lên là thành
hai chín mười. Còn nếu chọn trăm thì là bao nhiêu? Chọn trăm thì là bao nhiêu? Hải Minh. 300. 300, đúng rồi đấy. Rồi, thật kiểm tra các bạn là các bạn đều nắm được cái nguyên tắc làm tròn này. Mời bạn Hoàng Long. Hoàng Long. Dạ thầy. Dạ 60 ạ. Chúng ta kéo cái điểm tới 56. 56 trên trục số. 50 này đúng không? Dạ 51, 50. 52, 53, 54, 55 và Dạ56. 6. Vậy thì 56 này nếu chúng ta làm tròn lên tới nearest 10 là hàng gì? Dạ hàng chục. Chục. Vậy thì nó chỉ là 5 chục hoặc 6 chục thôi. Chúng ta không được lấy lẻ là 50 mấy nữa. Vậy thì chúng ta thấy nó gần với cái nào? Số 10. À 60. Chúng ta nhớ lấy cái ở giữa làm chuẩn là 55. Vậy thì nằm bên phải 55 thì chúng ta làm tròn lên là thành 60. Thành 60. Và chúng ta áp dụng tương tự đối với bất cứ bài nào thì chúng ta cũng sẽ nó theo cái nguyên tắc tương tự làm tròn như thế. Để thầy thử thêm những cái bài mà nhiều bạn còn làm sai ở đây. Rồi, mời bạn Nam Khánh này. Nam Khánh đâu? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tròn thành chục hoặc trăm. Thì đây là yêu cầu đi tìm cái gì đây? Tìm gì? Số gì? Số lần chọn Whole number là cái số tự nhiên mà nhỏ nhất có thể làm tròn thành bao nhiêu? mười. Làm tròn thành 90 nếu chúng ta làm tròn theo nearest 10. Vậy thì chúng ta thấy nó là số nào để chúng ta có thể làm tròn thành 90 mà nó là số bé nhất? Số mấy? Số mấy? Năm Khánh. Tấm À, chúng ta thấy số 85 là số bé nhất bởi vì giữa 80 và 90 thì số ở giữa là số 85. Vậy thì bên phải số từ số 85 trở đi là chúng ta làm tròn thành 90 hoặc là bé hơn 95 thì chúng ta cũng làm tròn thành 90. Vậy là chúng ta thấy nó số bé nhất 85. Mời bạn Quân Lam. Quân Lam. lòng. Bây giờ yêu cầu tìm số có mấy chữ số đây? Ba chữ số 3 chữ số mà đáp ứng yêu cầu. Số 7 bảy nó nằm ở đâu? nằm ở One one digit là hàng gì? digit one Đơn vị là bên tay phải đúng không? À, bây giờ chúng ta lại xem coi số 5 nó là hàng gì? số năm là hàng chục. Chục. Số 5 nằm đây. Và người ta nói là cái con số đó thì nó sẽ thỏa mãn là gì? 500 là nearest 100 khi làm tròn. Vậy thì chúng ta thấy cái con số này chúng ta làm tròn thành 500. Vậy thì ở đây nó phải là số mấy? Dạ là số 4 À, 457 thì làm tròn thành 500. 500. Bởi vì chúng ta thấy là giữa 400 và 500 là tròn trăm đấy. Thì nằm ở giữa nó là 450. Vậy thì con số 457 này nằm ở bên phải. Nên chúng ta làm tròn lên. Vậy là chúng ta thỏa mãn được và chúng ta phải kéo số mấy? Đọc. Số Số mấy? 4. Số 4. Kế đến là số? Số 8. 5. Và số 7. Và là 457. Nó sẽ thỏa mãn được cái đó. À, thầy mời bạn là Hoàng Nhân. Hoàng Nhân. Vâng thầy Rồi, bây giờ tìm cho thầy số có mấy chữ số đây? số 3 chữ số. Ba chữ số. Thầy gạt ra nhá. Số có ba chữ số. 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta điền vào đây. Đầu tiên 1 là hàng gì? Vâng là hình Đơn vị. Kế đến 7 là hàng. đơn Hàng chục. Và số này làm tròn thành 600. Vậy thì số này số mấy? bảy À, 571 thì chúng ta làm tròn thành 600. Chúng ta áp dụng cái nguyên lý làm tròn là chúng ta sẽ tìm ra được 571 là thỏa mãn yêu cầu đề bài. Mời bạn Minh An. Minh An. Dạ. Rồi cho thầy biết coi là
Số nào? Gì đây? Số gì? Largest whole À, số lớn nhất làm tròn thành bao nhiêu? number. 40. 40. Tôi làm tròn về đây. Vậy số nào lớn nhất mà làm tròn được về đó? Dạ, 35. 35. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41 có làm tròn về 40 được không? Dạ được. Được, vậy đi. Vậy thì 35 đó lớn nhất đó. Còn số Dạ. nào nữa không? Số nào lớn nhất mà làm tròn về 40 được? Bốn À, 44 nha. 44 thì chúng ta làm tròn được về 40. Nên chúng yeah. ta lựa ra trong các số từ 35 đến 44 thì số nào lớn nhất là cái người ta yêu cầu mình. Vậy là chúng ta kéo đến số 44. Thì với 44 này chúng ta sẽ làm tròn thành 40 được. À, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái về cái làm tròn nó cũng khá đơn giản thôi. Thầy lựa cái những bài mà có nhiều bạn bị sai ở đây để thầy sửa giúp bạn. Thầy mời bạn Hải Minh. Hải Minh đâu? À. Rồi, bây giờ chúng ta ước lượng cái phép toán này. Bây giờ chúng ta ước lượng là tới tròn trục. Chúng ta thấy kết quả trong này là toán là tròn trục đúng không nào? Nên bây giờ chúng ta phải ước lượng từng con số này thành nearest ten. Vậy thì 300, 531 làm tròn thành bao nhiêu? 530 ạ. Rồi, 530. Chúng ta trừ cho số này làm tròn thành nhiêu? 150 150. Vậy chúng ta ra kết quả là mấy? 380. Rồi, 380. 380. Nó chính là câu C. Chúng ta làm tròn từng con số một thì chúng ta tính ra. Mời mời Minh An. Minh An. Rồi làm tròn cho thầy xem. Đây làm tròn thành mấy? Ra 930. Rồi 930 trừ cho mấy? 360. Là ra bao nhiêu? 930 trừ 300 thì là 630. 630 trừ 30 thì là 600 trừ tiếp 30 đó là nhiêu? Vâng, 30. Thì 600 trừ 30 tiếp cơ mà. Là Dạ. 570. Câu nào? Dạ. Câu Dạ. nào? Câu B. Mời bạn Hoàng Long. Làm tròn đây xem. Dạ thưa thầy là thầy dạ em cô B. Đọc đi, đọc từng cái. 185 làm Dạ tròn thành em. Dạ 200. 185 cơ mà. Làm tròn thành tròn trục là nhiêu? À 90, 190. 190 trừ 98 làm tròn thành mấy? Dạ 100. 100. Vậy ra mấy đây? Dạ 90. À 90. Vậy thì 90 thì chúng ta thấy cái nào là đúng nhất? Dạ 100. Là mấy? Dạ câu B 100. À, là 100. Bây giờ chúng ta thấy là giữa 70 này với kết quả mình là 90 này. 90 này. Và 100 này, dưới này là 80 này. Thì chúng ta thấy cái kết quả của mình sẽ gần gần đúng với kết quả đáp án nào nhất là 100 đúng không? Rồi, ok. Đó thì chúng ta tính cái ước lượng nó ra, vậy thì các bài khác ước lượng nó cũng không khác gì cả. Vậy thì chúng ta về tự làm những bài khác nhé. Rồi cái nào khó thì các bạn hỏi thầy sau. Thì thầy hướng dẫn ước lượng vậy thôi. Còn khi chúng ta lên lớp 4 thì nó cũng sẽ có cái phần ước lượng và chúng ta cũng áp dụng tương tự nguyên tắc như vậy, ước lượng tròn trục, tròn trăm hay tròn nghìn thì chúng ta cũng sẽ thấy tương tự như thế. Bây giờ thầy các bạn về làm tiếp đi. Phần lớp 5 này các bạn cũng sẽ thấy nó cũng có cái phần làm tròn, để thầy coi coi cần thầy còn hướng dẫn cho cần làm tròn cái lớp 5 nào nữa không. Ở đây
Ở đây nó có cái bài này cũng có bạn chưa làm được thì thôi thầy hướng dẫn luôn. À, liên quan đến số thập phần. Rồi mời bạn Nam Khánh đấy, Nam Khánh. Đó, chúng ta coi là chúng ta làm tròn đối với số thập phần thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ trả lời hai câu hỏi về con số 0.6288 bên dưới. Là chúng ta thấy cái con số này nó chính là cái điểm nào biết không? Mình đoán coi nó nằm ở điểm nào. Đấy là điểm B. Điểm B. Chúng ta nhớ ở đây là 0.63 rồi. Còn cái này là 0.62. Thì chúng ta nhớ là giữa 0.62, 0.63 đấy. Giờ cái con số này, ở đây người ta cho chúng ta là số có hai chữ số. Giờ chúng ta làm tròn cái này thành số có hai chữ số luôn. Thì tức nghĩa là chúng ta cần làm tròn tới cái con số 2. Đúng không? Vậy thì cái số 8 này này, thì chúng ta thấy nó lớn hơn 5. Nên chúng ta làm tròn lên thì số 2 nó biến thành số mấy? Số 2 biến thành số mấy? Mà Số 3. Vậy nó là 0.63. Vậy thì chúng ta nhớ cái giá trị này nó làm tròn thì nó lên 0.63, vậy thì nó phải rất gần 0.63. Nên bạn chọn nó là B. Đấy, chúng ta chọn B. Vậy thì nếu chúng ta làm tròn tới hân rẹt thì nó là bao nhiêu? Hân rẹt thờ thì nó là chữ số hàng gì? trăm 0.6288. Thì chúng ta nhớ là cái con số nằm đằng trước dấu chấm này này thì nó gọi là one, tức nghĩa là đơn vị, ví dụ một cái bánh, hai cái bánh. Còn ở đây số 6 ở đây nó nằm là chúng ta thấy nó gọi là 6 phần 10 cái bánh, 6 phần 10. Nên chỗ này nó gọi là chữ số hàng hàng ten. Về mặt tiếng Anh nó tương đương với là 1 phần 10 đấy. Vậy thì số 2 này nó là cái gì bạn Hoàng Linh? Hoàng Linh. Số 2 đây là gì? Hàng gì? Đó là phần gì? là 100. Phần trăm. Đó là hân rẹt thờ. Và tương đương nó là một phần mấy? 1%. Và số 8 này là một phần nghìn. Số 8 này một phần chục nghìn. Đúng chưa? Nó có thêm cái chữ thờ. Nó ngược lại với bên này là 10, 100, thousand. Nó đi ngược lại. Nhưng mà nó có thêm chữ thờ. Vậy thì nếu chúng ta làm tròn tới cái hân rẹt thờ, tức là làm tròn tới đây, thì chúng ta thấy nó trở thành bao nhiêu? Hoàng Linh. Vậy thì nó làm tròn là thành bao nhiêu đây? Làm tròn tới chữ số hân rẹt này, hân rẹt thờ này. Thì số 8 này chúng ta làm tròn cho cái số 2 này thì nó trở thành số mấy? Đấy. Đâu, thành 3 chứ. Bây giờ thầy chia nhá, thầy chia này. Thầy lấy cái vạch này là 0.62. Vạch này là 0.63. Bây giờ nếu mà thầy chia chỗ này thành 10 phần được không? Thầy chia thành 10 phần. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì chỗ này nó là 0.62 thì thầy có thể ghi nó là 0.620 được không? Được không Hoàng Lân? 0.62 với 0.620 có bằng nhau không? Hoàng Lân? Hoàng Lân thầy đang hỏi, không thích trả lời. Dạ có ạ. Đó. Và cái 0.63 này cũng chính là 0.630 bằng nhau. Vậy thì thầy đếm này, ở đây là 0.620 và kế đến nó là bao nhiêu? 0 chấm mấy? 0.621. Đúng nào? Tới đây là 0 chấm bao nhiêu? 6.
hai Ba. hai sáu hai bảy hai tám hai chín và 30, đúng chưa nào? Đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi. Vậy thì chúng ta xem coi là cái số nằm ở ngay giữa này này. Khi chúng ta làm tròn thành 0.62 với 0.63 đấy, thì chúng ta hiểu nó là 0.620 và cái này là 0.630. Vậy thì ở giữa của nó phải là 0.625. Đúng chưa? Vậy thì 0.628 thì nó nằm đâu? Nằm đây đúng không? 0.628. Vậy thì chúng ta thấy là nó nằm gần cái nào hơn? 630 hay là 620? Gần cái nào? À, là rồi cháu hai 620 được, 630 chứ. Mình lấy hai cái mốc này là lên làm tròn tới là hân rẹt thờ này, là chữ số tới chữ số hàng phần trăm này, thì chỗ này là 0.620, chỗ này là 0.630, trên nữa là 0.640, thì chúng ta muốn làm tròn tới cái vạch đó. Vậy thì nếu mà cái vạch mà nó nằm ở ngay đây nó lớn hơn cái vạch ở giữa thì chúng ta làm tròn sang bên phải hay bên trái? bên phải Bên phải là số nào? 630. À, vậy là chúng ta phải làm tròn lên thành 0.630 nha. Thập phân thì nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà nó vẫn theo nguyên tắc cũ là 0.630. Tức là chúng ta ghi 0.63 là người ta cũng chấp nhận rồi. Và vậy khi chúng ta thấy chúng ta làm tròn tới chữ số 2, vậy thì chúng ta phải xét đằng sau nó là số 8. Đằng sau nó là số 8. Vậy thì nếu nó từ số 5 trở đi, 5, 6, 7, 8, 9, thì chúng ta làm tròn lên. Nghĩa là số 2 này nó sẽ thêm một đơn vị, nó trở thành 0.63. Còn nếu mà đằng sau này không phải là 8, mà là 4 chẳng hạn, vậy thì chúng ta làm tròn xuống, thì nó sẽ chỉ là 0.62 thôi. Bởi vì số 4 nó thành 0, thì nó vẫn là 0.62. Đồng ý chưa bạn Hoàng Lân? Hoàng Lân. Dạ đồng ý ạ. Ok. Ở đó chúng ta hiểu về cái làm tròn thập phân thì chúng ta cũng dựa trên nguyên tắc cũ để chúng ta làm tròn tới chữ số nào thôi. Rồi xong cái này. Để xem coi còn một cái nữa. Thầy mời bạn Hải Minh. Hải Minh. Một cái phần làm tròn này À. là các bạn rất là ngại bởi vì các bạn không hiểu nó. Còn khi các bạn hiểu rồi, bạn thấy nó cực kỳ đơn giản. Rồi, bạn Hải Minh, cho thầy biết đây là làm tròn tới đâu? Tới thành Đấy. Phần trăm, chúng ta gọi nó là phần trăm đi, tức là 1%. Bây giờ chúng ta đi kiếm cái dấu thập phân là dấu chấm đúng không nào? Đây. Vậy thì phần trăm là nó là chữ số mấy? Chữ số mấy? Hân rẹt này là 1% đấy. Vậy chữ số nào đang đứng ở 1%? Số mấy? số 3. Sau 3. Số 3 là phần gì? Phần nghìn mà. Không là đang Số đứng 1. ở phần chục. 1 là phần trăm. 3 là 1/1000. Vậy là chúng ta đang xét làm tròn đến giữ đến chữ số 1 thôi. Vậy thì chúng ta xem cái số đằng sau là số 3. Bé 5 hay lớn 5? Bé 5. Bé 5, vậy thì chúng ta làm tròn nó thành số mấy? Số 10. À, số Là 0. số 0, đúng không? Bé 5 là chúng ta cho nó thành 0. Còn nếu mà lớn 5 thì chúng ta làm tròn nó lên thành 10. 10 chúng ta đổi sang hàng kế tiếp thì nó trở thành là thêm một đơn vị. Vậy thì cuối cùng số này thành bao nhiêu? 11,600 à 1658. 1.658 chấm Chấm 0,01. 01. Đó, chúng ta làm tròn. Hundred mà thầy, có phải là hundred không? À, thầy 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 nhìn nhầm, đúng rồi, bạn thì phát hiện ra đúng rồi đó, nó không phải là hundred thờ, thầy xin lỗi. Vậy là 1.658.013, chúng ta làm tròn tới hundred là hàng trăm, là chữ số mấy hai? Đó là Số 6. số 6. Vậy thì chúng ta xét
bên phải số 6 là số này là số mấy? Số 5. Số 5 thì nó làm tròn thành 10. Đúng không? 5 đây là 50, chúng ta làm tròn thành cái này là 100. 100 tức nghĩa là 10 Mười 10 chục là 10 10. Vậy thì 10 chục này chúng ta đổi nó thành là một gì? 100. 100. Vậy thì cái 600 này nó đã được thêm 100 thì nó thành mấy? Thành mấy? bảy. 7. Vậy số này chúng ta làm tròn là chúng ta chỉ quan tâm 1, 7. Còn đằng sau nó trở thành 0, 0. Không Đúng không? không. Chúng ta chấm 0, 0 thì chúng ta bỏ đi. Thì chúng ta ghi là 1.700. 1.700 chỗ này. 1.700. Mời bạn Minh An. Minh An. Dạ. Rồi Minh An có thể làm tròn này lên tới chữ số thousand là chữ số mấy? Dạ 1.000. 1.000 là chữ số nào đấy? 1.000. Ngàn là chữ số mấy ở trong này? Số mấy? Dạ số 6. Rồi số 6. Vậy thì chúng ta xét cái con số bên cạnh số 6 là số mấy đây? Dạ số Số 2. hai. Tức nghĩa là 200 thì chúng ta làm tròn thành bao nhiêu? 200 thì chúng ta thấy 200 này chúng ta chỉ quan tâm với thao dần. Thì chúng ta thấy là nó sẽ trở thành là 1.000 hay là 0.000? Thành 0.000 tức là số 2 này chúng ta biến thành số 0. Đúng chưa? Vậy thì đằng sau nó cũng trở thành 0 hết. Chúng ta chỉ giữ lại hai số hôm trước là 56. Vậy cuối cùng ghép lại đoạn số nhiêu? Dạ 56 này. À, 56.000. 1, 2, 3. 56.000 rồi. Mời bạn Minh Châu. Minh Châu. Dạ. Làm tròn chữ số nào đây? Phần trăm Phần trăm là chữ số nào? bảy Số 7. Giờ xét cạnh số 7 là số mấy? ba 3 vậy biến nó thành mấy? không ạ, Không. Vậy chúng ta sẽ được là 48 chấm mấy? 0.07 Không, 7. À, điền vào đây. 48. 48.07. Mời Tuấn Kiệt. dạ thôi. Rồi, làm tròn tới chữ số hàng gì? Dạ hàng chục. Là số mấy? Dạ là số 4, 2240.8. À, chúng ta xét số 3. Làm tròn tới vị trí số 3. Vậy bên cạnh nó là số 6, lớn hơn 5. Nên chúng ta làm tròn lên, nó sẽ trở thành thêm một đơn vị cho chữ số 3. Vậy là chúng ta đọc nó là nhiêu? Dạ 2240 Rồi. chấm 2.200. 240.8. Đằng sau bỏ luôn. Tại vì chúng ta chỉ lấy đằng trước thôi, đằng sau chúng ta coi là zero hết. Vậy là nó chỉ trở thành là 2.240. Chưa nào? À. Nào, bạn hỏi gì? Rồi, mời bạn Thúy Anh này. Thúy Dạ. Anh. Làm tròn tới chữ số nào đây? Chữ số 4 à. À, chữ số hàng đơn vị nằm ở số 4. Vậy thì chúng ta xét bên cạnh là phần Số phần chồng. Thì 6 số đúng 4 không này ạ? bé hơn 5 thì nó biến thành số mấy? 640 ạ. À, chỗ này số 0. Số 0 chứ. Số 0 thì nó chỉ còn lại là 600 bao nhiêu? 40 à? Dạ 44 chứ. Làm tròn sáu lên tới chữ hàng đơn vị mà. Chúng ta chỉ bỏ là bỏ cái phần phần chục phần trăm đằng sau thôi, chứ còn chúng ta phải giữ cái phần one. Ở đây là bốn đơn vị vẫn được phép giữ, chỉ có cái phần tập phân đằng sau là chúng ta cho nó zero thôi. sáu Đọc lại cho thầy là số mấy? sáu trăm bốn mươi bốn à. Đúng rồi, 644. Mời bạn Quỳnh Lam. Quỳnh Lam. Dạ. Làm tròn tới chữ số nào đây? Tròn tới 1.200. Đâu, một phần chục thôi chứ, Một thêm phần mà. chục.
một phần chục, một phần mười đấy, là chữ số mấy? Là làm tới 1.970. Số 9, phần chục là số 9. Vậy thì chúng ta xét đằng sau số 9 là số mấy? Là số 6. Vậy thì số 6 này lớn hơn 5, vậy chúng ta làm tròn lên. Vậy là chúng ta phải thêm một đơn vị cho ở trên nữa, thành mấy? 9 là trở thành mấy? 9 trở thành 9 mà thêm một 2. đơn vị nó thành mấy? 9 thêm một đơn vị 10. 10. Mà 10 ở hàng phần phần chục này này. Tức nghĩa là 10. 10. Thì chúng ta đổi nó thành bao nhiêu? Chúng ta đổi nó thành hai. Còn một đơn vị, đúng không? Dạ Trên có phải là thành một đơn vị là quanh quanh không? đúng À, chúng ta nhớ là một cái bánh mà chúng ta chia thành 10 phần như vậy này. À, 2, 4, 6, 8, 10. Tức nghĩa là cái bánh này thầy chia thành 10 phần. Thì mỗi một phần này này, thầy gọi nó là một phần 10, hoặc thầy ghi nó là 0.1. Vậy thì thầy có thể ghi cái chỗ này là thành chữ chữ là 10, tức là 1/10. Vậy thì 10 miếng này thầy ghép lại có phải nó trở thành một cái bánh không? Là 1/1 không? phải. À, vậy là 1/1. Vậy chỗ này nó có 1/1. Bây giờ chúng ta làm tròn thêm 1/1 nữa là thành nhiêu? Là mấy? Hai. 2. Vậy là chỗ này là hai đơn vị. Nên các bạn không rõ cái chỗ làm tròn này này thì các bạn không hiểu tại sao nó là hai hai đơn vị ở đây. Mời bạn nào, Hoàng Long. Hoàng Long, Dạ thầy. rồi cho thầy biết coi là 748.96 chúng ta làm tròn tới hân rẹt là chữ số nào? Dạ 700. À, chúng ta thấy là 700. Vậy xét bên cạnh nó là số mấy? Dạ số 4. Số 4. Vậy thì chúng ta biến nó thành 0. 7 giữ nguyên, biến thành 0 rồi. Đằng sau cũng là 0 nữa. Đằng sau nữa là 0, 0. Vậy chúng ta ghi nó là nhiêu? Dạ 700. À, 700. Chúng ta điền vào đây là số 700 chỗ này. Rồi, vậy thì thầy hy vọng rằng sau khi thầy ôn về về cái số thập phân mà liên quan đến làm tròn thì các bạn hoàn toàn nắm được và chúng ta không còn khó khăn nữa. Nếu bạn nào còn khó khăn chỗ nào thì cứ nói thầy sẽ ôn cho thật kỹ cho các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta quay về cái nội dung của lớp 6. Hôm nọ chúng ta đang học tới tới cái phần về về số âm rồi. Đó, thì số âm chúng ta cũng đã hiểu được số âm là cái gì, đại diện cho cái gì. Đúng không? Thầy chỉ nhắc lại là cái dấu cộng trừ là để đại diện cho trạng thái của một cái đại lượng. Ví dụ như chúng ta đang ở trên cao, trên mực nước biển. Chúng ta lấy mực nước biển là không. Vậy thì trên mực nước biển thì chúng ta dùng dấu cộng để chúng ta diễn đạt là nó đang ở above, là ở trên. Còn nếu đang ở dưới, under, đúng không? Thì chúng ta dùng dấu trừ. Vậy thì trong các vấn đề chúng ta lấy một cái gì đó làm chuẩn thì nó là zero. Vậy thì trên thì chúng ta dùng dấu cộng, dưới chúng ta dùng dấu trừ. À, chúng ta nhớ nguyên tắc đó để chúng ta luyện tập. Rồi, thầy mời bạn Nam Khánh này. Bây giờ nhìn vào đây thì chúng ta thấy cái vị trí chấm hỏi này thì nó tương ứng là bao nhiêu? Là mấy? Nam Khánh. Dạ. Nếu mà chỗ này là số 0 này và chúng ta xuống như thế này thì nó là trừ 4, tức là nó cắt nhau bao nhiêu? Cắt nhau 4, nhưng mà nó nằm dưới số 0, chúng ta ghi là trừ 4. Vậy vặt kế tiếp nó là trừ mấy? Từ 3. Trừ 8. Tiếp tục, trừ mấy? Từ 12. Trừ 12. Và đến dấu chấm hỏi là trừ mấy? Từ 16. Trừ 16. Vậy là người ta hỏi chúng ta là blue point trên trục số này là bao nhiêu? Thì chúng ta có thể trả lời nó là trừ 16 chỗ này. Mời bạn Thúy An. Chấm hỏi này là số mấy, Thúy An?
Thúy An. Cái đấy là số 18 ạ. À, tới đây là 6, thêm 6 là 12, tới đây là 18. Chúng ta dùng 18 ạ. dấu cộng 18 thì dấu cộng chúng ta có thể hiểu ngầm nó chính là số 18, chúng ta không cần ghi dấu. Dấu cộng có thể hiểu ngầm nên chấm hỏi này chúng ta điền vào đây, bởi vì nó nằm bên phải số 0 nên chúng ta sẽ dùng số 18 là đại diện cho cái vị trí của chấm hỏi là 18 ở đây. Mời bạn Hà Anh. Hà Anh nào? Chúng ta di chuyển tới chỗ nào? Mấy đây? Âm sáu. Âm 6. Chúng ta lấy 0 làm chuẩn. Mà ở bên phải chỗ này là 2. Vậy thì cái vạch bên này là bao nhiêu? Là hai. Ở lỗi, âm hai, âm hai. Âm 2. Vạch kế tiếp là mấy? Là âm bốn. Âm 4. Và tới đây là âm mấy? Âm 6. Vậy là chúng ta kéo tới cái vạch đó, thầy gọi nó là âm 6. Ở đây nha các bạn. Đó, chúng ta biểu diễn cái số đó, nó chuẩn là nó sẽ ra. Rồi mời bạn Quỳnh Lam. Quỳnh Lam. Chấm hỏi này là mấy đây Quỳnh Lam? Dạ, chấm hỏi đó là trừ Điều mấy? sáu. Vậy tới vạch này là trừ 3, thêm cái vạch này là trừ mấy? Trừ bốn. Nó trừ 4. À, trừ sáu, trừ. Trừ 6, nó cách nhau 3 mà. Đến đây trừ mấy? Dạ, trừ chín. Trừ 9. Tới đây là mấy? Dạ, trừ 12. Trừ 12. Vậy chấm hỏi Là trừ 12. trừ bao nhiêu? Trừ 12. Vậy tới đây là trừ Ủa? 15 thôi mà. Câu hỏi là trừ 15 12 ạ. tới chấm hỏi, vậy là trừ 15 Ồ, chứ, chị trừ phải 15 ạ. không? Đếm Dạ. cẩn thận nhé. Chúng ta đếm đây là 1, 2, 3, 4, 5. 5 mà mỗi đoạn nó là 3, mà chúng ta nhân 5 thì độ lớn nó là 15, nhưng mà nó nằm dưới số 0 nên chúng ta phải ghi là trừ 15 ở đây. Chúng ta có thể đếm theo phép toán nhân cũng được. Vậy là trừ 15 ở đây. Mời Hải Minh. Hải Minh. Số 0 nằm đây, bây giờ chúng ta muốn kéo đến số 12. Thì cái vạch kế tiếp nó là mấy đây? Sao một? Chúng ta nhớ là nó cách đều mà. Ở đây cách nhau mấy? Bốn. Vậy thì ở đây nó là bao nhiêu? Bốn. Bốn. Vậy là trừ bốn với bốn nó đối xứng với nhau đó các bạn. Vậy thì tới vạch kế tiếp nó là mấy? Tám. 8. Vậy là chúng ta phải kéo qua bên dấu phải màu đỏ tới vạch này thì nó mới biểu diễn là 12 cho các bạn nha. Đấy là cái mà chúng ta cần phải biết biểu diễn các con số âm trên trục số. Đó, thì thầy hướng dẫn cho các bạn, xong các bạn về nhà luyện tập cho thầy. Mời bạn nào. Bạn lớn. Bạn lớn. Thầy nói đến cái số oxit là cái số đối xứng đấy. Đúng không? Vậy thì chúng ta thử xem coi là chúng ta đi tìm cái số đối xứng của số mấy đây? Âm mười. Âm của âm 10. Giờ trước khi chúng ta tìm cái này, giờ cho thầy biết vị trí nằm ở làm chuẩn nó là số 0. Vậy thì cho thầy biết là số 3 thì số đối xứng của nó là mấy? Là âm ba. À, âm 3. Vậy thì số 3 này nếu thầy thêm dấu trừ vào, tức nghĩa là thầy lấy đối xứng nó thì nó trở thành là âm 3. Vậy thì nếu thầy lấy đối xứng tiếp thì thêm dấu trừ của cái này, tức là trừ của trừ 3 thì nó ra là số mấy đây? Dấu trừ đây chúng ta hiểu là đối xứng của số trừ 3. Vậy thì đối xứng của trừ 3 là mấy? Là ba. Đối xứng của trừ 3. Trừ của trừ 3 chúng ta hiểu. Trừ ở đây nó gọi là đối xứng của số trừ 3. Vậy nó chính là số số 3. Nên chúng ta mới thấy cái quy tắc là trừ kết hợp với dấu trừ, nó trở thành dấu gì? Dấu cộng, đúng không? Hoàng Lớn. Đúng chưa nào?
Rồi bây giờ cho thầy hỏi là đối xứng của số trừ 10, trừ 10 nằm đây, lấy đối xứng của nó thì nó ra số mấy? E Là mấy? là Là 10, số 10. là chữ E đúng không nào? Đó, chúng ta đi tìm cái số đối xứng của nó. Chúng ta hiểu dấu trừ ở đây báo cho chúng ta biết là đi tìm số đối xứng của số trừ 10. Vậy thì chúng ta lập nó qua bên khỏi số 0 là chúng ta sẽ ra được nó là E. Mời bạn Minh Châu. Minh Châu, Vâng. người ta đang cho chúng ta F là số mấy? Bằng âm 1,5, âm 1,5. Âm 1,5. Vậy thì trừ F nó là mấy? Trừ F nó sẽ là mấy? Thầy nói trừ F thôi. Này là F. Vậy trừ F thì nó phải lấy đối xứng qua đâu? Qua không. Vậy nó là mấy? 1,5. À, đây là trừ F này. Nó chính là 1,5. Rồi bây giờ thầy lại lấy trừ của trừ F. Tức là thầy lấy đối xứng thêm một lần nữa. Trừ của trừ F. Thì nó ra là cái nào đây? Là gì? Châu? Trừ của trừ F nó chính là cái gì? Trừ của trừ F là Chúng tôi lấy âm F. 1,5. F lấy đối xứng thì nó ra trừ F, tức là thêm dấu trừ. Bây giờ trừ F thầy lại lấy đối xứng thêm một lần nữa, tức là thầy thêm dấu trừ đằng trước thì nó sẽ lật ngược trở lại chính là gì? Âm Là F. 1,5. Là F. Mà F ở đây chính là trừ 1,5. Nên chúng ta sẽ đi tìm cái gì? Yêu cầu di chuyển tới trừ của trừ F thì nó chính là di chuyển tới trừ 1,5. Mời bạn Minh Khang. Minh Khang. Minh À, Khang. Cho thầy biết trừ của trừ D chính là gì? dạ, trừ của trừ D là âm 3 phần 2. Đúng rồi. Trừ của trừ D, nó gọi là trừ nhân trừ là thành cộng, chính là D. Mà chỗ này D chính là âm 3 phần 2. Thì chúng ta ghi vào đây là âm 3 phần 2. Điểm ra. Mời bạn Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt. Anh ơi, F là bao nhiêu? dạ F là không trừ âm âm 0,5. Rồi. Vì âm 0,5 nó chính là F. Thầy ký hiệu cái dấu chấm này là F. Không nằm đây. Bây giờ chúng ta di chuyển tới trừ F là đến chỗ nào? Dạ là đến 1,0,5 thôi, À, lấy đối 0,5. xứng qua thì chỗ này thầy gọi nó là trừ F nha. F nằm đấy. Vậy trừ F là thầy lấy đối xứng nó qua thì nó nằm bên này. Vậy thì nó chính là 0,5 đấy. 0,5. Rồi, kéo đây chúng ta có đó, thì chúng ta nhớ về cái số âm thì những khái niệm căn bản này chúng ta phải trả lời được một cách rõ ràng và chính xác thì như vậy chúng ta mới gọi là hiểu về về số âm nha. Đây, chúng ta sửa thêm một cái này nữa rồi chúng ta có thể ra chơi. Mời bạn Hải Phong. Hải Phong đâu? Hải Phong. Sao gọi Hải Phong? Trả lời. Con đây thầy ơi. Rồi. Dạ. Vẽ cái Đối đồ thị. diện âm 7 là 7 À, ạ. đối diện của âm 7. Thì chúng ta thấy âm 7 nằm đấy. Đối diện âm 7 nó sẽ là số mấy? Là số 7 ạ. Số 7. Kéo đến số 7 là chúng ta sẽ tìm ra được số đối xứng của nó. Mời bạn Hoàng Long. Hoàng Long. Dạ thầy. Hoàng Long. Dạ câu Đi tìm cái gì đây? Đối xứng của à, đúng, câu trừ 5 thì là mấy? Trừ 5 nằm đây này. Bây giờ lấy đối câu xứng của nó là số mấy? số 5 Số 5. Vậy là chữ nào? câu e À. nói lại thôi thầy.
Rồi, vậy nó là e. Đấy, đối xứng qua. Mời bạn Hoàng Nhân. Rồi, tìm số đối xứng của trừ 4 phần 3 là nhiêu? Đâu đó, đối xứng chứ đâu nghịch đảo đâu. Yêu cầu đi tìm đối xứng là chúng ta thêm dấu trừ đằng trước. Đúng không? Dấu trừ đằng trước để thể hiện đối xứng. Vậy chúng ta kết hợp trừ với trừ là thành cộng. Vậy thì nó là số mấy? Mấy Hoàng Nhân? À, Không trừ và trừ 4 có phần 3 là mấy? Đây không nghe gì hết. Thầy mời bạn Minh An. Minh An là bao nhiêu? Trừ của trừ 4 phần 3 là mấy? Chúng ta vẽ trục số ra. Không nằm đấy. Trừ 4 phần 3 nằm đấy. Chúng ta lấy đối Vậy xứng qua thì nó là mấy? 4 phần 3. À, 4 phần 3. Vậy là chúng ta có chỗ này là 4 phần 3. Bởi vậy chúng ta mới nói là trừ với trừ nó biến thành dấu cộng. Nên chúng ta chỉ lấy con số nó là 4 phần 3 thôi. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta nắm quy tắc để chúng ta xử lý cho nó nhanh. Mà chúng ta không phải vẽ trục số ra nữa. Mời Hải Minh. Hải Minh. À. Rồi, tìm đối xứng của trừ 4. Trừ 0.4 là nhiêu? Không chấm bốn. 0.4. Tôi kiểm tra nhanh các bạn. Mời bạn Hàn. Hàn. Dạ. Tìm cái gì đấy? Đối xứng của số mấy? Dạ, âm một. Âm 1. Bây giờ chúng ta lấy số 0 làm chuẩn. Âm 1 nằm đây. Bây giờ lấy đối xứng qua bên kia thì nó là chữ số nào? Dạ một. Là mấy? Dạ một. À, trừ 1, đối xứng qua nó là 1. 1 là chữ nào? Đề. D. Chúng ta có được. D là câu trả lời. Mời Nam Khánh. Nam Khánh. Dạ. Đối xứng của 6 phần 7 thì là bao nhiêu? Dạ. Không sao mình bảy. À, 6 phần 7 chúng ta lấy đối xứng là ta thêm dấu trừ. Vậy là chúng ta đưa dấu trừ vào trở thành trừ 6 phần 7. Trừ 6 phần 7 nha. 6 phần 7. Mời bạn Thúy An. Thúy Dạ. An. Nhiều. Bốn ạ. À, bao nhiêu? Nói lại. 3 phần 4 ạ. À, đối xứng của số trừ 3 phần 4 là 3 phần 4. Ở đây. Lấy đối xứng vào bên này là 3 phần 4. Ok. Rồi, các bạn là nghỉ giải lao 5 phút. Rồi sau đó chúng ta quên ghi hình đấy. Rồi, bây giờ chúng ta cần viết những cái bất phương trần như sau. Cái này rất khó nha các bạn. Khi chúng ta lên lớp lớn hơn, chúng ta sẽ bắt đầu vận dụng cái này. Nên nếu các bạn không hiểu cái này thì rất là nguy hiểm. Rồi, mời bạn đầu tiên, mời bạn Minh Châu. Minh Châu. Minh Châu. Nghe Dạ. tiếng. Ở đây người ta nói bạn Robin này đang làm gì? Đối mặt với những cái người ngoài hành tinh, phải không? Hay là đối mặt với cái đội ai làm gì đấy trong đội bóng đá. Thì người ta cho biết là Robin đã làm gì? Ghi được 39 điểm 39 điểm. trong tuần à? À, và đội Ireland là ghi được bao nhiêu? -25 điểm. Âm 25. Bây giờ chúng ta cần kéo cái thẻ này vào trong cái hộp chữ nhật để viết một cái bất phương trần chúng ta so sánh. Thì chúng ta thấy cái nào lớn hơn nhỉ? 39 lớn hơn 39 phải kéo trước, lớn hơn âm bao 25. nhiêu? Âm 25. Và như vậy chúng ta hiểu cái mô tả này có nghĩa là gì? Là cái Red Robins nó được nhiều điểm hơn À, vậy là câu nào? B. Câu B. Chúng ta thấy 39, chúng ta đang nói đến ai đây?
39 nhiều điểm hơn là đang nói đến đội nào? Đội nào? À, đội đầu tiên này. Robin. Robin ghi được 39 nhiều điểm hơn đội đấy. Vậy thì chúng ta thấy câu nào là điểm cao hơn? Nó nói B. tới hai là đen mà. Vậy đội nào nhiều B. hơn? Đội nào? B. Đây là Red Robin là có nhiều điểm hơn. Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt. Yeah. Chúng ta thấy cái con đại bàng này nó đang bay ở độ cao là bao nhiêu đây? Dạ 15 mét ra khỏi trên khỏi mặt đất. Trên mặt đất. Còn cái con G-Falcon này nó bay ở bao nhiêu? Dạ là 25 mét trên mặt đất. Trên mặt đất luôn. Vậy thì chúng ta đang lấy mặt đất làm chuẩn. Nó gọi là ground. Ground là mặt đất làm chuẩn. Và về mặt toán học chúng ta gọi nó làm chuẩn là zero. Vậy thì nó nằm trên mặt đất 15 mét. Tức nghĩa là vị trí này thầy ghi nó là cộng 15. Vị trí trên mực trên mặt đất 23. Thì thầy ghi chỗ này, vị trí này là cộng 23. Bây giờ viết một bức phương trình để so sánh giữa hai độ cao này, viết sao? Viết sao đây? Dạ lấy là 23 lớn hơn 15 này. 23 lớn hơn 15 hoặc thầy ghi 15 bé hơn Nhỏ hơn hả? 23 cũng được. Vậy thì mô tả này cho chúng ta biết là cái gì đây? 15 là của ai? 15 là của con đại bàng. 15. Chúng ta thấy 15 là nói đến con đại bàng. Đó, Eagle. Vậy thì độ cao của con đại bàng nó so với độ cao của con Con chi pha cần. G-Falcon thì nó thế nào đây? Dạ, em chọn con này. Thấp hơn, lower than. Vậy chúng ta chọn câu nào? Dạ, câu A. Câu A. The eagle flying at a lower elevation than the G Rồi, câu A. Đấy, các bạn hiểu được so sánh các con số và con số đấy nó đại diện cho cái gì để chúng ta mô tả nó thôi. Thúy Em. Thúy Em. Dạ. Rồi. Dinner của cái bạn ấy có giá trị là bao nhiêu tiền? 1,73 triệu. Triệu. 1,73 triệu đô. Còn cái bed and breakfast của bạn Mít có giá trị là bao nhiêu? Âm. 0,79. À, vậy thì chúng ta chọn bất phương trình là so sánh đây. A hay B? À. À, 1,73 lớn hơn âm Ok. 0,29. Vậy thì mô tả này cái nào đúng? À. Chúng ta thấy cái chữ creature den là nói lớn hơn. Vậy thì chúng ta thấy cái này lớn hơn và cái này là của ai? Của Louis Dinner. Vậy là câu câu A À. là Louis Dinner has a richer den. Hải Môn. Hải Môn. Cái nào đây Hải Môn? Hải Môn. À. Kéo cái nào trước? Dấu này dấu nhỏ hơn này. Kéo cái không chấm âm không không chấm 89 chứ. À, âm 089 bé hơn âm Âm không chấm không à. năm. Và chúng ta chọn cái nào, câu nào? Cái này là less than, tức là đang nói cái này bé hơn. Cái này là của cái nào? Của Là nào đây? Philip Restaurant đúng không? Philip Restaurant thì nó phải less than. Vậy là câu nào? à. Câu A. Câu bạn.
Câu A. Đây, chúng ta so sánh về số âm tiết. Số âm tiết. Bằng 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 lăm nè. Bằng lăm đâu. Dạ thầy. Cái bằng sau khi được ôn tập xong về cái số âm này thì những bạn nào đang có bài tập mà chúng ta chưa chuẩn bị số âm làm ngay số âm cho thầy nghe cho nó không, và đảm Dạ. bảo chúng ta phải làm tốt trên 80% về số âm. Chúng ta đã ôn rồi, chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải làm bài tập ngay, chúng ta Dạ luyện âm tập năm. ngay không chúng ta quên. Rồi bây giờ chúng ta sắp xếp thứ tự theo thứ tự nào đây, Dạ bé lớn. từ bé lớn về số nào bé nhất? Âm 5. Âm 5. Âm Kế đến 2. là nào? Âm 2. Kế 20 tiếp. 2 2 À, 2 rồi đến 5. Theo đúng thứ tự. Minh Khang. Minh Khang. Dạ. Số nào là bé nhất đây? List. Số Dạ nào? này là số âm 5. Âm 5, Âm âm 5. 2, 3, 4. Âm 2. À 4. Chính xác. Anh chỉ kiểm tra các bạn thôi. Nam Khánh, số nào bé nhất? Bé nhiêu? Bé nhất là mấy? Chưa nghe Nam Khánh nói. Số mấy? Chả nghe gì hết. Số mấy? Em chưa Đọc đấy, số mấy? Số mấy bé nhất? thành. Bị sao thầy chả nghe gì hết. Rồi mời bạn Hải Phong. Hôm nay thưa thầy. Rồi số mấy bé nhất? Vâng thưa thầy là số âm 4 ạ. Rồi kế đến là bao nhiêu? Thì đến là số 0 ạ. Rồi tiếp, đọc tiếp. Sau đó là số 1 ạ. Số 1, số 3. Số 3 Theo ạ. đúng thứ tự. Hoàng Linh, số nào bé nhất? Hoàng Linh. Hoàng Linh. Là số âm 2. Âm 2. Kế đến là số nào? Âm 1. Một. Tiếp. Không. Còn Dạ. 4. Minh An đâu? Số nào bé nhất? Minh An. Bé nhất là số mấy? Dạ số âm 4. Âm 4. Kế đến số nào? Dạ âm 1. Âm 1. Rồi. 1. 0 với 5. Rồi Quỳnh Lam. Bé nhất là mấy đây? Dạ, bé nhất là ở trường 5. Trừ 5. Rồi đến. Đến trường 4, đến trường 3, đến trường 4. Rồi trừ 3, trừ 1. Đó. Kéo đây. Rồi Quang Minh đọc. Thầy kiểm tra Quang Minh. Số là bé nhất. Số 3. Âm 3. Đến mấy? Không. Đến không. Rồi không. Tiếp. Đến 2. Đây, đến số 3. Thầy kiểm tra xem coi là các bạn có sắp được thứ tự không, chứ đúng không là thầy cho qua cái này rồi. Nhưng mà thôi, để kiểm tra kỹ các bạn, để các bạn không bị nhầm lẫn, không bị sai nữa. Đấy, chúng ta chậm một tí nhưng mà chúng ta kỹ hơn và chúng ta chắc hơn. Rồi mời Suzy. Hán nào? Hán lên tiếng. Hán có đó không? Hán. Rồi vắng mặt. Bỏ chạy đâu rồi. Mời Minh Châu. Dạ. Minh Châu. Cho ba số này thì cái nào là so sánh đúng theo đúng thứ tự? Con thấy Chúng ta là phải, chúng ta muốn so sánh được chúng ta phải đổi hết nha các bạn, đổi hết ra. Thì giờ chúng ta đổi ra số thập phân đi, trừ 2 phần 3 thì nó là trừ mấy? 2 phần 3 nó ra số thập phân là Ừ, không phải. 0,
rất nhiều số sáu. 6. Chúng ta lấy hai chữ số thôi. Rồi, âm 11 phần 3 thì nó là số mấy? Trừ mấy? Trừ Là 9 không, phẩy rất 11 nhiều chia số 3 không? được mấy? 11 chia 3 được mấy? 11 chia 3. 3 phẩy Chia rất 3 nhiều số 6. thì là dư 2 thì chúng ta thêm 0 chia tiếp thì nó ra trừ 3,66. Rồi chỗ cái còn lại là trừ 2,5. Thì chúng ta nhìn dưới dạng số thập phân thì chúng ta sẽ biết được số nào là bé nhất. Số nào bé nhất? 0,66666 Vậy xong trừ 3 đến chứ. Số này bé nhất vâng cả. Đúng vâng không? vậy Này bé nhất. là câu C. Số này bé nhất tức là trừ 11 phần 3 là phải là bé nhất. Còn số lớn nhất nó phải là số này. Không Đó. phải 2/3. Tức là trừ 2 phần 3. Vậy là chúng ta tìm ra được. Câu nào? Câu Câu C. C. Câu C. Chúng ta đổi ra số thập phân là chúng ta so sánh được ngay. Bởi vì số thập phân chúng ta dễ nhìn hơn là để phân số. Rồi mời Hoàng Long. Hoàng Long. Hoàng Long. Hoàng Long đâu? Gọi Hoàng Long tới tiếng thứ mấy rồi mà chạy đâu rồi? Dạ con đây thầy, con À, biến đổi ra hết số thập phân đấy. 5 phần 6 nó là bao nhiêu? 5/6 là 56/10. Lấy 5 chia 6. 5 chia 6. Được không? Thêm 0 vào Vậy đây. được. 50 chia 6 là mấy? 50 chia 6 là 8. 8. 8 phần 6 48. Giữ 2. Dưới 2. Thêm 0 vào. 20 chia 6 là được. Ba. Được 3. Vậy số này là 0,83. Còn số này là nhiêu? -6/5. Là chia ra nhiêu? Dạ. 6 chia 5 thì được mấy? Dạ 6 chia cho 5 là bằng Được 1. Dư 1. Đúng nào? dạ 1.2. À, chúng ta thêm 0 vào đấy. Thêm phải 10 chia cho 5 được. Được 2. À. Vậy là trừ 1.2. Vậy thì chúng ta có biết được số nào bé nhất không? Dạ Có số âm 5.6. âm 5.6. Kể đến số nào? Dạ âm 1.2. Âm 1.2 là cái nào? Dạ âm 6/5. Rồi, rồi kể đến số. 5/6 ở 0. Số 0. Bây Ở giờ 5. tới 5 phần 6 chứ. 5 phần 6 nó là 0,83 mà. Vậy nó vẫn lớn không đúng chưa? Dạ. Đấy chúng ta. À, nó kêu ngược lại các bạn. Các bạn đọc kỹ. Greatest là số lớn nhất. Chúng ta phải đảo ngược lại nhé. Vậy là 5 phần 6 tới 0. Tới này. Đảo ngược lại. Từ lớn tới bé. Chúng ta để 5 ý phần kỹ chỗ này. Là từ lớn tới bé chứ không phải từ bé tới lớn. Ok. Rồi tương tự như vậy các bạn về nhà tự đổi ra rồi chúng ta sắp theo thứ tự. Tương tự như vậy để thầy thời gian thầy sửa sang cái phần quan trọng nhất về giá trị tuyệt đối ở đây. Khi nói tới giá trị tuyệt đối là chúng ta đang nói tới cái khoảng cách. Khoảng cách của nó. Đấy là cái nghĩa của giá trị tuyệt đối là nó gọi là cái distance. Chúng ta phải hiểu giá trị tuyệt đối là distance. Vậy thì distance là nghĩa là sao? Các bạn xem nhé. Bây giờ thầy có mô tả ở trên trục số này là số 0. Thầy mô tả chỗ này là số 2. Chỗ này là trừ 3. Bây giờ thầy muốn nói đến cái khoảng cách từ cái vị trí số 2 cho đến số 0. Thầy nói tới cái khoảng cách của nó. Vậy thì khoảng cách này thầy sẽ mô tả bằng dấu giá trị tuyệt đối. Thầy nói là trị tuyệt đối của 2. Vậy thì chúng ta hiểu trị tuyệt đối của 2 chính là khoảng cách từ vị trí số 2 cho tới số 0. Còn khi thầy muốn nói là khoảng cách từ vị trí số trừ 3 cho đến 0
thầy thấy nó mô tả là thầy sẽ mô tả là trị tuyệt đối của trừ 3 là thầy đang nói đến khoảng cách từ vị trí âm 3 cho đến số 0 này. Và khi chúng ta nói đến khoảng cách là chúng ta nói đến độ lớn. Vậy thì nó luôn luôn là một số dương nha các bạn. Vậy thì trị tuyệt đối của trừ 3 cũng là một số dương. Và 2, trị tuyệt đối của 2 cũng là một số dương. Nên bất cứ một trị tuyệt đối nào, chúng ta thấy cái độ lớn của nó cũng là số dương. Thì chúng ta vận dụng khái niệm trị tuyệt đối để chúng ta giải quyết bài toán sau. Thầy mời bạn Hoàng Linh. Hoàng Linh đâu? Hoàng Linh, lên tiếng. Người ta cho biết là Matchup đang xem một cái trận đấu gì đó để cố gắng ném một cái quả bóng vào cái lỗ. Thì người ta cho biết cái trục số chỉ ra cái gì đây? Chỉ ra gì? Vị trí của Chỉ ra vị trí của cái lỗ, là cái lỗ đó nằm ở vị trí số mấy? không không Đúng không? Nghĩa là chúng ta thấy không là cái vị trí cái lỗ được xem là làm chuẩn nha. Không nó gọi là cái chuẩn để chúng ta so sánh. Vậy thì nằm bên phải cái lỗ thì cái vị trí mà nói rằng nằm bên phải cái lỗ là bao nhiêu? Là cái quả bóng này nằm ở vị trí bên phải là giá trị là bao nhiêu? Là 3. Còn nếu nói cái bạn đó đang đứng ở bên trái cái lỗ mà cách đó 5 thì là vị trí số mấy? Bên trái là mấy? Âm 5. Đấy, thì chúng ta thấy là cái âm dương nó cũng mô tả được cái vị trí so với cái chuẩn chúng ta lấy làm không. Vậy thì ở đây chúng ta thấy quả bóng nằm ở vị trí số 3. Thì bây giờ bạn Matchup nói rằng bạn Jaguan ném ném cái quả bóng này quá xa so với cái nào? So với cái lỗ về phía bên nào? Bên trái. Vậy thì vị trí này nó có phải quá xa so với cái lỗ nằm bên trái không? Cháu. Không, vậy nó nằm bên nào? Bên phải. Bên phải. Vậy thì chúng ta thấy bạn Matchup này đang nói đúng hay nói sai? Cháu. Nói sai. Còn bạn Jaguar nói rằng là nó có khoảng cách là 3 cm tính là trị tuyệt đối đấy, là đúng hay sai? Đúng. Tức nghĩa là đang mô tả là khoảng cách là từ quả bóng này cho tới cái lỗ chính là trị tuyệt đối của ba, là đang mô tả khoảng cách, là ta đang mô tả này, là đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Đúng. Vậy là Matchup lúc nay nói sai và Jaguar nói đúng. Vậy thì nếu chúng ta tìm ai là người phát biểu đúng thì câu nào? B. Câu gì? Câu B. Bạn Jaguar phát biểu đúng nha. Phát biểu về cái sự mô tả về vị trí hay là khoảng cách gì đấy thì chúng ta xem câu phát biểu nào được xem là đúng và câu phát biểu nào sai so với cái đề bài người ta mô tả. Mời bạn Hải Minh. Hải Minh. Dạ, thưa thầy. Rồi, bạn Ha Sa đang ở cái vị trí này so với cái gì đây? Tôi với cái mực nước biển. Mực nước biển, chúng ta xem coi độ cao mực nước biển là không. Vậy La Sa là đang ở trên hay đang dưới mực nước biển? Trên. Đây, bây giờ chúng ta xem câu phát biểu nó đúng. Câu A, người ta nói về cái hình này này. Người ta nói gì? Câu A nói gì? Ha Sa đang ở trên mực nước biển bằng đó. Đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng. Còn câu B phát biểu là khoảng cách bằng máy từ nước, mực nước biển. Đúng hay sai? Đúng. Đúng luôn. Khoảng cách từ đến đấy là từ mực nước biển. Rồi, vậy là câu B cũng đúng. Giờ xem câu C sao? Dưới mực nước biển, đúng hay sai? Phải. Rồi,
Vậy thì chúng ta chỉ có câu A và câu B là đúng rồi. Bạn Hải Minh dành thời gian về nhà làm bài cho thầy nghe chưa? Hải Minh. Ừ, thầy thấy là không dành thời gian làm bài là không được đấy. Tại vì nhà con không có mạng. Nhà Nói mẹ phải giải quyết mạng chứ. Để thầy nói mẹ con nhé. vừa sửa xong rồi. Ok. Cố gắng lên. Thầy mời bạn Nam Khánh này. Nam Khánh. Rồi chúng ta quan sát cái lỗ và cái túi. Cái túi ở vị trí bao nhiêu đây? Âm bốn. Âm 4. Có nghĩa là nằm bên trái bên phải. Cái lỗ. Bên bên phải cái lỗ. Sao bên phải lỗ được? Chúng ta thấy lỗ làm chuẩn. Bên này nó gọi là phải, bên này là trái. Vậy thì trừ 4 là đang mô tả là nằm bên trái cái lỗ, cách đó mấy mấy đơn vị? Bố. 4 đơn vị. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi cái bạn ném như vậy xong thì người ta hỏi là cái túi này nằm ở đâu? Ai bè? Nó hỏi located là hỏi vị trí đó. Vị trí là phải biết nó biểu diễn là trái hay phải bằng toán học. Vậy là cái nào? Ai bè? B. B. Vị trí mà. Ví dụ như nếu mà vị trí nằm ở số số 6 này thì chúng ta phải gọi nó là cộng 6 để chúng ta biết được là nó nằm bên phải cách đó 6 đơn vị. Còn cái này là chúng ta phải nói nó trừ 4 thì chúng ta mới biết được cái located là vị trí của nó là nằm bên trái. Chứ còn chúng ta nói là trị tuyệt đối của trừ 4 thì chúng ta chỉ nói đến cái khoảng cách thôi. Đúng không? Nói đến khoảng cách. Mà cái này nó đang hỏi vị trí mà. Rồi. Vậy thì câu số 2, người ta hỏi khoảng cách của nó từ cái lỗ nó sẽ là cái nào? Khoảng cách nó là cái nào? A hay B? Rất là à. À, đúng rồi. Nói tới khoảng cách là nói đến trị tuyệt đối của cái vị trí là trừ 4 đấy. Vị trí của nó là trừ 4. Vậy thì khoảng cách chúng ta phải bỏ thêm dấu trị tuyệt đối vào. Vậy là chúng ta có câu A là câu trả lời. Mời bạn Quỳnh Lam. Quỳnh Lam. Dạ. Rồi. Trục số chỉ ra cái gì đây? Cái balance của À, cái ba lần anh của cái thẻ, tức là đang cho biết cái tình trạng thẻ của chúng ta là đang có bao nhiêu tiền, đang nợ hay là đang có dư, đúng không? dạ. Vậy thì người ta cho biết là cái dương, số dương là đại diện cho cái gì? Là đại diện cho Số cái tiền ở trong thẻ, amount. đúng không? Dạ đúng. Vậy thì nếu chúng ta thấy nói rằng 600 thì chúng ta đang nói cái gì đây? Ờ. 600 nó là cái gì? 600 là cái 600 này. Còn cái zero 3 lần là không này. Vậy thì nói đến 600 là nói đến cái gì? Có phải là zero nó 3 lần cái. không? Dạ không. Không. Nó có phải là cái đích phần giữa cái 3 lần của bạn Anna và cái zero 3 lần không? Dạ phải. 600 cơ mà. 600, dạ không. Không. Chỉ tuyệt đối của 600 thì chúng ta mới gọi nó là cái đích phần, là cái khoảng cách ấy. Nên cái chữ đích phần này nó tương đương với cái chữ khoảng cách. Được chưa? Vậy thì 600 này chúng ta chọn cái nào? Nói cho người ta chọn cái cuối cùng. Amount trả. Zero là zero 3 lần. Còn chỉ tuyệt đối là nói đến cái đích phần, là cái độ chân lật của nó, đúng không? Đúng. Ok, rồi. Đó là chúng ta đang cố gắng để hiểu cái khái niệm căn bản chỉ đối là cái gì thì chúng ta mới giải quyết được các câu kế tiếp. Rồi xuống câu dưới này bắt đầu khó hơn để chúng ta trả lời cái giá trị của nó đây. Mời bạn Minh An. Minh An. Dạ.
Rồi cho thầy biết coi là người ta hỏi thì cái gì chuyển đổi đó. Thế bây giờ chị tuyệt đối của 9 thì nó bằng mấy? Trục số đây, zero đây, số 9 nằm đây. Chúng ta đang muốn mô tả chi đối của 9, nghĩa là chúng ta đi tìm khoảng cách này. Vậy chi đối của 9 chính là bằng mấy? Bằng mấy? Chi đối của 9 là bằng mấy? Chín. Độ lớn nó bằng mấy đây? Chín. À, bằng 9. Còn nếu thầy nói chỗ này là trừ 8, vậy thì chi tuyệt đối của từ trừ 8 cho đến 0 ấy, chi đối của trừ 8 thì bằng mấy? Độ lớn bằng mấy đây? Chín tám. Đúng đó. Chúng ta đang nói đến độ lớn, tức là chúng ta không còn quan tâm đến dấu nữa, mà chúng ta chỉ cần hiểu cái độ lớn của nó là mấy. Độ lớn nó bằng 8 đúng không? Có phải 8 đơn vị không? Dạ. Vậy thì chúng ta có chi đối của trừ 8 là bằng bằng 8. Nên chúng ta có một quy tắc là gì? Chi tuyệt đối của một số âm thì chúng ta thêm dấu trừ vào, vậy là trừ của trừ 8 chính là bằng bằng 8. Chi đối của một số dương thì chúng ta không cần thêm dấu nữa, chúng ta chỉ lấy con số đó là 9 rồi. Vậy thì chúng ta nhớ chi đối của 9 là bằng bằng 9. Mời Suzy. 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 Yeah. Người ta hỏi tất cả số nào có chi tuyệt đối là 6.3. Yeah, Thế, vậy thì chi tuyệt đối của cái con số trừ 6.3 này chính là bằng 6.3 theo yêu cầu đề bài. Đúng chưa? Còn số nào nữa không? Số nào nữa? Chi tuyệt đối của 6.3 thì nó có bằng 6.3 không? Có không? Có luôn. Hồi nãy thầy mới nói là gì? Số 3 nằm đấy. Vậy thì chi tuyệt đối của 3 chính là bằng 3. Mà bên này số trừ 3 ở đây. Vậy thì chi tuyệt đối của trừ 3 cũng là bằng bằng 3 nha các bạn. Tức là chúng ta đang nói đến cái độ lớn của nó luôn luôn là bằng bằng 3 chỗ này. Vậy thì chúng ta xem coi chi tuyệt đối của hai con số nào thì chính là 6.3, thì chúng ta có được C và D. Chúng ta xem cái khác có hay không, chúng ta không thấy, có hai câu C và D mà thôi. Mời bạn Hoàng Linh trả lời. Tóc hành lên. Chi đối của ba là mấy? Chi đối của ba là mấy? Yeah. Cái gì là mấy? Nói lại. Không, số 3 nằm đây. Thầy đang đi tìm cái gì? Tìm chi tuyệt đối, tức là tìm khoảng cách từ 0 đến 3 đấy. Vậy thì chi đối của 3 là mấy? Độ lớn bằng mấy đây? Bằng mấy? Thầy nghe không rõ Hoàng Linh. Vậy là ba. À, là 3 thôi. Là 3. Mời Hải Phong. Hải Phong. Hải Phong. Con đây thầy ơi. Đây, số nào có chi tuyệt đối là 1.8. Số nào? Con đây thầy là số 1.8 là 1.8. Số nào nữa? Số 18. Cái gì? Chi tuyệt À đối không, số 18. âm 1.8 ạ. À, âm 1.8. Mời Hoàng Nhân. Hoàng Nhân. Chi tuyệt đối Có của không là mấy? mình chưa có nữa. Chi tuyệt đối của không là mấy? Mấy Hoàng Nhân? Tao thấy không nghe gì nhỉ? Chúng ta vẽ trục số ra, số 0 nằm đây. Vậy thì cái khoảng cách từ số 0 đến số 0 thì nó bằng mấy?
không nữa. À, là bằng không. À, vậy là chi tuyệt đối của không chính là bằng không. Năm Khánh. Yeah. Mấy? Mấy? Chi tuyệt đối của 8.5 là mấy? Nhớ Trả yeah. lời. Yeah. À, 8.5. Độ lớn của nó là bằng 8.5 luôn. Nó là số dương nên chúng ta mở ngoặc ra chúng ta bỏ đi được. Và chính nó là 8.5. Mời Minh Khang. Minh Khang. Dạ. Số nào có chi tuyệt đối là bằng 5? Dạ thưa thầy là con C. C. Còn câu nào nữa không? Dạ. Không. Sao không được? Chi tuyệt đối của 5 bằng 5. Ủa không? Dạ Còn là chi âm tuyệt đối bằng của hai. trừ 5 bằng mấy? Dạ Bằng năm. mấy? Bằng 5 luôn. Vậy thì hai con số 5 và trừ 5 nó sẽ có chi tuyệt đối bằng 5. Nên chúng ta chọn thêm câu nào? Câu nào? Câu nào? Minh Khang. Minh Khang. Dạ, câu A với câu C. Rồi câu A và câu C. Đó, chúng ta cần phải hiểu được về khái niệm số âm và chi tuyệt đối. Đó là kiến thức căn bản mà chúng ta cần phải học quan đến số âm cho thầy nhé. Rồi, bây giờ chúng ta còn 3 câu. Thì 3 câu này tương đối khó. Thì thầy sẽ để cho buổi học ngày hôm sau. Thầy sẽ ôn tập tiếp 3 câu về số âm này nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ xem về cái biểu thức. Thì những bạn nào học lớp ngày thứ năm mà chúng ta chưa vững về biểu thức thì hôm sau chúng ta kết nối tiếp cho thầy để chúng ta vững hơn về biểu thức. Nếu chúng ta bận, chúng ta phải xem video lại cho thầy để chúng ta đảm bảo là chúng ta phải đã nắm vững được.